Rồi em xin chào cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị mình 5 cây kim quýt Mỹ nha cô chú anh chị. Thì mã đầu tiên là mã E1 ha. Đó. Kim quýt Mỹ hàng quán rễ mini nha. Hàng để bàn ha. Phơm tàn quá trời mình rồi. Phơm tàn dày phơm ha. Đây, dàn xương bên dưới đây. Đó. Đây, mã E1 nha. Đó. Rồi, để em xây tổng quan dòng cô chú anh chị mình xem nha. Đó. Em một cầm gọn lòng bàn tay luôn nha. Quên cầm lòng bàn tay của chú anh chị mình xem ha. Rồi đem xe báo thông số mã E1 nha. Đây, quành củ đế đây là 11. Quành eo nó đây là 5. Chiều cao của cây là xa là 9 nha. Chiều cao là 9, hết tán ngang là 19. Thì mã E1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 350k nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã E2 nha. Rồi em lên tiếp mã E2 nha cô chú anh chị. Mã E2 cũng là một cái kiên quýt Mỹ quán đế quán ghê quán ghế luôn ha. Củ đế quái to nha cô chú anh chị. Phơm tàn thì dày mịn rồi nha. Mã E2 để em xây dài vòng để em cho cô chú anh chị mình xem phơm tàn. Như là em báo thông số luôn ha. Thì đây. Em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mã E2 nha. Thì dòng kiwi Mỹ này nó xiên trái lắm nha cô chú anh chị. Cái này đế đẹp, phơm tàn lắm nè. Đế đẹp nè. Bên đây đến đây. Cái đít lết lết. Cũng to lắm nha. Nè, phơm này. Rồi, đem xây dòng nữa để em báo một số mã E2 nha cô chú anh chị. Rồi, em báo một số mã E2 nha. Tổng hoành củ đế đây là 12. Rồi cái hoành eo. Hoành eo là 6. Chiều cao của cây. Chiều cao là 10. Hết tán ngang là 18. Thì mã E2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi để em lên tiếp mã E3 ha. Rồi em lên tiếp mã E3 nha cô chú anh chị. Mã E3 cũng là một cây kim quýt Mỹ mini luôn ha. Nè, quấn ghê quá. Đế quấn rất là đẹp nha. Đó. Nó hay bị lộn. Phơm tàn nó hay cứ. Cái phơm nó dày phơm nha cô chú anh chị. Đó. Cái dàn xương bên dưới ở đây. Đó. Mã E3 ha. Đây em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Phơm này. Đó, cây thần chậu nha cô chú anh chị. Đó, sống rất là khỏe ha. Rồi đem xây một vài dòng nữa để em báo thông số mã E3 nha. Rồi đem báo thông số mã E3 ha. Tổng hoành. Tổng hoành của cái củ đế ở đây là 12. Cái chiều của hoành eo. Hoành eo của cây là 5,5 ha, tính 5 thôi nha. Hoành eo là 5, chiều cao của cây là 9. Hết tán ngang nó là 18. Thì mã E3 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha. Rồi em lên tiếp mã E4 nha. Rồi em lên tiếp mã E4 nha cô chú anh chị. Mã E4 là một cây kim quýt Mỹ luôn ha. Phơm tàn nó dày lắm nha. Đây cái phơm này. Phơm to dày nha cô chú anh chị. Củ đế nè, nhìn rất là đẹp ha. Rất là viên luôn nha. Dàn xương bên dưới đây. Đó. Rồi để em xây tổng quan một vài dòng nữa để em báo thông số mã E4 nha. Rồi sẽ báo thông số mã E4 ha. Đây, tổng hoành của cái củ đế ở đây là 11 ha. Hoành eo nó trên đây là 6. Chiều cao của cây. Chiều cao là 9. Hết tán ngang nó là 20. Thì mã E4 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã E5 nha. Rồi em lên tiếp mã E5 nha cô chú anh chị. E5 cây cũng rất là viên ha. Củ đế quái. Củ quái nè. Rồi đem xe tổng quan cô chú anh chị mình xem mã E5 nha. Đó, đây cái dàn phơm tàn nó đây. Đó, dày phơm ha. Củ đế nè. Củ đế cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã E5 em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi đem xe tổng quan một vài dòng nữa thì em báo thông số mã E5 nha cô chú anh chị. Rồi em báo thông số mã E5 nha. Đây,
tổng quan của cái củ đế ở đây là 12. Chiều cao của cây, chiều cao là 8. Hết tán ngang nó là 17. Thì mã E5 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k luôn ha. Nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã E5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em ha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều ạ.